Chào mọi người, mình vừa tạo hình form mắt châu Âu cho khách hàng xong. Đó là dáng mắt dài và đuôi mắt nó sệ, cái phần đuôi mắt nhé. Bây giờ cùng nhìn ảnh của bạn này lúc trước khi làm. Ở bên cái điện thoại bên trái đấy, mọi người có thể nhìn thấy được là mắt của bạn ý lúc trước là đầu góc mắt bị chúi xuống ạ. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đầu mắt bị chúi xuống, đôi mắt thì bị sách ạ. Cùng so sánh một bên nhá. Đấy. Thấy chưa ạ? Một bên đầu góc mắt thì bị chúi xuống, đuôi mắt thì bị sách ạ. Còn đây là mắt của bạn ý trước và sau khi làm, mọi người có thể thấy là rất là khác nhau. Đó. Mình zoom lại gần cho mọi người nhìn nhá. Lúc trước là đầu góc mắt bạn bị chúi ha. Bây giờ mình đã mở hai cái đầu góc mắt của bạn ấy ngang ra bằng tầm mắt rồi nhé. Đấy. Phần đuôi mắt thì là phần mình kéo sệ phần đuôi ha. Đó. Zoom lại gần cho mọi người nhìn. Mình may theo phương pháp dấu chỉ nhé. Không nhìn thấy chỉ đó. Vừa làm hơi đau một chút này, mắt hơi đỏ thôi. Nhìn thẳng lên đây này. Ok. So sánh có thể thấy được là mắt trước và sau khi làm hoàn toàn khác nhau ạ. Một bên là mắt bị sách nhỏ, đầu góc mắt rẻ quạt ạ. Một bên là mắt form mắt châu Âu rất là đẹp mọi người nhé. Ai quan tâm làm tạo hình mắt theo dáng này thì inbox bác sĩ ha.